Có thể bạn chưa biết, dù là một tiền vệ nhưng Martin Odegaard đã sở hữu 22 lần đóng góp dấu giày vào bàn thắng của Arsenal trong mùa giải Premier League 2022-2023 này. Với bàn mở tỷ số trong chiến thắng của pháo thủ thành London trước Newcastle vào hôm Chủ nhật vừa rồi, người thủ quân 24 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 15 tại Premier League mùa này. Đây là thành tích ghi bàn cao nhất của một tiền vệ Arsenal kể từ khi Cesc Fabregas đạt được tổng số bàn thắng tương tự vào mùa giải 2009-2010. Và Odegaard chỉ xếp sau 5 cầu thủ, tất cả đều là tiền đạo trong bảng xếp hạng ghi bàn năm nay. Nó thậm chí còn nhiều hơn cả những gì Frank Lampard hay Steven Gerrard từng làm được trong quá khứ. Đó là một thành tích đáng chú ý, phản ánh sự thay đổi lớn lao trong lối chơi của cầu thủ 24 tuổi. Trước mùa giải năm nay, Odegaard chưa bao giờ đạt được con số bàn thắng nhiều như vậy trong một mùa giải. Odegaard là một người chơi sáng tạo nhưng không phải là một cầu thủ ghi bàn bẩm sinh, hoặc ít nhất đó là cách chơi của anh ấy, có vẻ như vậy. Đóng góp của anh ấy trong mùa giải này bao gồm 5 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất cần được đánh giá lại. Odegaard là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal cùng với Gabriel Martinelli. Anh ấy đã ghi bàn nhiều hơn gấp đôi so với những gì anh ấy làm được trong cả mùa giải trước. Không có gì ngạc nhiên khi đang có những so sánh của Odegaard với tiền vệ khét tiếng, kiến thiết hàng đầu của Manchester City và cả Premier League Kevin De Bruyne. Nếu loại trừ đi Erling Haaland, Odegaard có lẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cầu thủ người Bỉ cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA. Nhưng những câu chuyện này không hề xảy ra một cách tình cờ. Trên thực tế, Mikel Arteta và ban huấn luyện Arsenal đã làm việc rất nhiều để phát triển khả năng đe dọa khung thành của Odegaard kể từ khi ngày đến đây vào câu lạc bộ 2 năm về trước. Ưu tiên của họ chính là để Odegaard chơi sát với khung thành hơn trên sân. Tôi nghĩ bây giờ Odegaard cảm thấy thoải mái hơn khi làm điều đó so với khi anh ấy gia nhập, bởi vì anh ấy muốn chơi lùi sâu hơn, nhận bóng ở những khu vực sâu hơn. Anh ấy cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với lối chơi từ những vị trí đó hơn là những vị trí cao hơn. Nhưng đó cũng là công việc chúng tôi làm lại với anh ấy. Theo tôi, đó là nơi anh ấy có thể phát huy tốt nhất cho đội, huấn luyện viên Mikel Arteta nói với Sky Sports vào năm ngoái. Sự thay đổi diễn ra dần dần và có thể thấy rõ khi so sánh bản đồ nhiệt của Odegaard trong 3 mùa giải trước. Từ mùa giải này sang mùa giải tiếp theo, sự tham gia của anh ấy vào lối chơi kiến thiết của Arsenal đã giảm sút nhiều. Nghĩa là anh ấy có ít thời gian bên phần sân nhà hơn và có nhiều hơn bên phần sân đối phương. Quá trình này được đẩy nhanh bằng việc ký kết hợp đồng với Oleksandr Zinchenko vào mùa hè. Hậu vệ người Ukraine hoạt động hiệu quả như một tiền vệ lùi sâu, bổ sung cho Arsenal khâu kiểm soát bóng, từ đó cho phép Arteta thu hẹp phạm vi hoạt động của Odegaard ở trong 1/3 sân đối phương. Nhưng điều này cũng đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể trong tư duy chơi bóng từ chính cầu thủ, như Arteta đã nói trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-1 trước Chelsea gần đây. Anh ấy cần có tâm lý giành chiến thắng trong các trận đấu, không chỉ để kiểm soát trận đấu. Tôi nghĩ điều đó đã thay đổi. Có thể thấy điều đó qua số cú sút, số bàn thắng dự kiến cũng như số bàn thắng thực tế mà tiền vệ người Na Uy ghi được. Mùa này Odegaard thực hiện số cú sút gấp đôi so với mùa giải đầu tiên ở Arsenal. Anh ấy đang tạo ra số bàn thắng nhiều hơn gấp 3 lần so với kỳ vọng trong 90 phút. Những pha chạm bóng của anh ấy trong vòng cấm đối phương cũng tăng lên đáng kể. Mùa giải này anh ấy đang ghi trung bình 3,8 bàn mỗi 90 phút, tăng từ khoảng 2,2 mỗi 90 phút trong 2 mùa giải trước đó. Bàn thắng của anh ấy vào lưới Newcastle gần giống với bàn thắng vào lưới Hugo Lloris trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Tottenham vào tháng giêng, là một lời nhắc nhở về mối đe dọa của anh ấy từ những cú sút xa. Odegaard đã ghi 5 bàn từ ngoài vòng cấm kể từ đầu mùa giải trước. Martin Odegaard vốn đã là bậc thầy về tầm nhìn và cảm quan không gian khi tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự của các đội, giờ đang thể hiện những phẩm chất tương tự trong những cú sút cuối cùng. Hãy xem xét thực tế rằng tỷ lệ sút trong vòng cấm của anh ấy đã tăng từ 40% lên 52% trong mùa giải này. Và 9 trong số 15 bàn thắng của anh ấy ở Premier League trong chiến dịch hiện tại đã được thực hiện lần đầu tiên từ trong vòng cấm. Những con số cho thấy sự chuyển đổi trọng tâm và nhấn mạnh khả năng mới được mài giũa để có mặt đúng nơi, đúng thời điểm, giống như cách anh ấy thể hiện trong mỗi bàn thắng của mình trong chiến thắng 3-1 gần đây trước Chelsea. Đặc biệt, bàn mở tỷ số của anh ấy đã chứng minh cho sự thông minh trong cách di chuyển của anh. Odegaard chạy vào vòng cấm muộn và khi Mateo Kovacic đứng sai vị trí, anh đã báo hiệu sự sẵn sàng của mình cho Saka. Tuy nhiên ngay khi Saka chuyển ngang và thấy Kovacic tiếp tục chạy về phía khung thành của mình, Odegaard kiểm tra lại, chuyển động tinh tế đảm bảo rằng anh ấy nhận được bóng và có cơ hội để dứt điểm. Chính sở trường tìm khoảng trống trong vùng cấm đó đã được thể hiện rõ ràng trong xuyên suốt mùa giải này. Với bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 trước Bournemouth vào tháng 8, Odegaard ban đầu không được Martinelli để ý khi mà cầu thủ này chọn thực hiện một cú sút từ góc hẹp. Tuy nhiên, khi bóng băng ra, Odegaard ở đó đứng đúng chỗ để dứt điểm vào lưới từ khoảng cách 8 mét.
Sự khát khao ghi bàn ngày càng tăng của anh ấy thể hiện rõ ràng với bàn thắng thứ hai trong chiến thắng của đội tại Vitality Stadium. Sau khi phát hiện ra một pha chạm bóng mạnh của Gabriel Jesus trong vùng cấm, anh ấy ngay lập tức chớp lấy thời cơ, tung cú dứt điểm đầu tiên qua thủ môn trước khi đồng đội của anh ấy kịp chạm tới. Tuy nhiên, bất chấp những bàn thắng liên tục của Odegaard và màn trình diễn, sự phù hợp của anh ấy với vai trò đội trưởng đôi khi bị một số người hâm mộ nghi ngờ, gần đây nhất là sau trận thua 4-1 trước Manchester City. Nhưng bất chấp màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu đó, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của tiền vệ người Na Uy trong việc giúp Arsenal tiếp tục cuộc đua giành danh hiệu. Thậm chí, ở trận hòa 3 đều với Southampton, chính anh là người ghi bàn cân bằng tỷ số. Việc chỉ có hai cầu thủ là Erling Haaland của Manchester City và Ivan Toney của Brentford ghi được bàn nhiều hơn trong các trận đấu sân khách mùa này đã cho thấy Odegaard khao khát những nhiệm vụ khó khăn hơn, và điều đó thể hiện rõ ràng vào chủ nhật tuần trước. Màn trình diễn của một người đội trưởng, cựu cầu thủ Jamie Carragher nói về màn trình diễn xuất sắc nhất trận của anh tại Central Park trên kênh Sky Sports. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là việc Odegaard đã ghi thêm bàn thắng mà vẫn không quên nhiệm vụ kiến tạo cho đồng đội. Trên thực tế, chỉ có hai cầu thủ Kevin De Bruyne của Manchester City và Bruno Fernandes của Manchester United tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Odegaard ở Premier League mùa này. Odegaard vẫn là điểm tựa vững chắc trong đội hình của Arteta, cầu thủ chịu trách nhiệm kết nối hàng tiền vệ và hàng công. Ngoài những bàn thắng ghi được, anh ấy hoàn thành nhiều đường chuyền ở 1/3 cuối sân nhất trong toàn giải đấu và cũng đứng thứ 3 về số đường chuyền bóng thành công. Trên hết, một cái nhìn sâu hơn về dữ liệu đó do Opta cung cấp là thấy Odegaard đã tham gia vào nhiều đường chuyền dứt điểm hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác trong mùa giải năm nay. Có thể nói, sau những thay đổi của Mikel Arteta, Martin Odegaard vừa trở thành một chân kiến tạo hàng đầu, vừa trở thành một họng pháo nguy hiểm của Arsenal. Đó chắc chắn là cơ sở vững chắc để pháo thủ thành London tiếp tục bám đuổi Manchester City trong cuộc đua vô địch năm nay và xa hơn là mơ về những danh hiệu tầm cỡ lớn hơn.